Dù đã ra đời khá lâu, nhưng hiện nay Anantara Mũi Né Resort vẫn là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất mảnh đất được mệnh danh là thủ đô của resort, Phan Thiết. Resort nằm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, là nơi tọa lạc của những resort đẹp và nổi tiếng nhất thành phố Phan Thiết. Resort có khuôn viên không quá rộng, nhưng hàng chục loài cây xanh vẫn được trồng với mật độ dày đặc, tạo nên một không gian vô cùng trong lành và tươi mát. Trong chuyến đi này, mình đã book một căn villa hướng vườn một phòng ngủ, có hồ bơi riêng. Giá của villa tại thời điểm mình book là 363 đô một đêm bao gồm bữa sáng. Tuy ở villa có lợi thế về sự riêng tư, có hồ bơi riêng và có nhiều góc để chụp hình sống ảo hơn, nhưng sẽ không có tầm nhìn bãi biển từ trên cao như ở phòng khách sạn. Theo như mình biết thì giá của phòng khách sạn hạng thấp nhất bằng khoảng 1/3 giá của villa hướng vườn một phòng ngủ. Đây là khung cảnh bên trong villa của mình. Điều mình thích nhất ở resort này có lẽ là sự riêng tư tuyệt đối của các villa. Bởi mỗi villa đều được quây kín bằng hàng rào cỏ có độ cao khoảng 2 mét. Phòng tắm của villa được thiết kế lộ thiên, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Nhân viên của resort take care du khách bằng những cử chỉ tinh tế, như trong lúc mình ra ngoài ăn tối, các bạn ý đã giúp mình kéo toàn bộ rèm cửa, để hai chiếc bánh trong nón lá truyền thống, với một trang giấy chứa các thông tin về dịch vụ giặt là, cùng lời chúc ngủ ngon, khiến mình cảm thấy rất ấn tượng. Khu vực nhà hàng tương đối rộng, được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng. Bữa sáng theo kiểu gọi món, rất thịnh soạn và đủ chất. Mình ghi hình khi đồ ăn còn chưa mang ra hết. Nếu ăn được hết chỗ này thì có lẽ là khỏi cần ăn trưa luôn. Hồ bơi chung của resort nằm gần bãi biển, kèm theo đó là một quán bar. Sẽ rất lý tưởng nếu vừa bơi vừa được thưởng thức các loại cocktail hoặc nước trái cây tươi mát dưới không gian thanh thang như thế này. Buổi chiều, bãi biển trở nên rực rỡ hơn bởi màu sắc của hàng trăm chiếc dù lượn được các du khách thả. Và càng trở nên thơ mộng hơn khi hoàng hôn buông xuống. Đây là các khu vực tiện ích khác như spa và phòng tập gym. Ngoài ra, resort còn trang bị nhiều xe đạp thể thao cho khách mượn. Như mình đã nói ở đầu video, khuôn viên của resort không rộng, có lẽ vì thế mà không có dịch vụ xe điện để đi dạo, và đây là điểm trừ lớn nhất đối với một đứa thích lượn lờ như mình. Đối với mình, Anantara Mũi Né Resort tuy rất sang trọng, đẳng cấp, dịch vụ và phong cách phục vụ xứng tầm 5 sao, nhưng kiến trúc và cảnh sắc lại chưa thực sự đẹp như trong tưởng tượng của mình và cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Hơn nữa, giá thuê phòng lại khá cao nên nếu có tiếp tục quay lại Phan Thiết, mình sẽ phải dành thời gian để cân nhắc thêm một vài khu nghỉ dưỡng khác nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi tiếp những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!